Cộng đồng Aymara đón ngày đồng chí. Khi bình minh dần lên trên dãy núi Colina Rio của dãy Andes vào thứ ba 25 tháng 6, hàng trăm người Bolivia bản địa đã giơ tay hướng về những tia nắng ban mai đầu tiên để chào đón năm mới Aymera 5.530. Aymara là một ngày lễ được diễn ra với mục đích cầu mong mùa màng bội thu và cầu phước lành cho người dân Bolivia. Vì tính toán năm ba 530 là kết quả của tổng năm chu kỳ, mỗi chu kỳ kéo dài 1.000 năm lịch sử xã hội của các dân tộc nguyên thủy cho đến khi Christopher Columbus đến Aymeralala châu Mỹ ngày nay vào năm 1942. Sau đó cộng với 530 năm kể từ khi người Tây Ban Nha đến thì tổng cộng là 5.530 năm. Trong buổi lễ, các nhà làng bản địa bắt đầu đốt lửa trại và cúng dường Pachamama, hay còn gọi là cúng đất mẹ và cha mặt trời, để tìm kiếm một vụ mùa bội thu và sức khỏe tốt trong buổi lễ tổ tiên ở El Alto. Được biết theo tập tục truyền thống, ở châu Mỹ, thời kỳ tiền Tây Ban Nha, người bản địa phụ thuộc nhiều vào đồng nghiệp, và nhiều nghi lễ của họ nhằm mục đích mong được sự phù hộ của thần linh để đảm bảo một vụ mùa bội thu.